không gì có thể hủy diệt đời sống con người. Nắng và gió làm khô kiệt nước trên ruộng đồng, ao hồ, khiến người ta tưởng rằng nước đã mất đi, nhưng thực ra nước ấy vẫn còn. Nước biến thành hơi, rồi tích tụ thành mây và lại mưa xuống, chan hòa trên mặt đất. Trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học có thể tiêu hủy nước, biến nó thành hydro và oxy. Nhưng rồi, khi điều kiện cho phép, hydro và oxy hòa hợp lại với nhau để thành nước. Ở nhiệt độ dưới 0 độ C, nước hóa thành băng đá. Nhưng rồi khi nhiệt độ lên cao, băng đá lại tan thành nước. Như thế, nước có thể thay hình đổi dạng, bị biến đổi, chứ không hề bị tiêu diệt. Tương tự như thế, con người có thể bị biến đổi, chứ không thể bị tiêu tan. Đời này và đời sau là hai giai đoạn của một cuộc đời. Có người cho rằng chết là hết, không có sự sống đời sau, không còn gì hết. Nếu quả thật như thế thì cuộc sống của con người thật là bi đát. Bởi vì một khi cái chết đến, nó sẽ cướp đi tất cả. Tiền rừng bạc biển, công danh sự nghiệp lẫy lừng cũng chẳng đem lại lợi lộc gì cho kẻ đã chết. Theo giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo, chết không phải là chấm dứt, nhưng là bắt đầu một cuộc sống mới. Đời này và đời sau là hai giai đoạn của một cuộc sống. Hôm nay con lăng quăng ngo ngoe trong vũng nước, nhưng mai đây nó sẽ hóa thành muỗi, giã từ vũng nước và bay sang môi trường khác. Hôm nay con sâu còn nằm yên trong tổ kén, mai đây nó hóa thành bướm bay lượn đó đây. Hôm nay hạt lúa bị chôn vùi trong bùn đất, tưởng sẽ mục nát đi, ai ngờ mấy tháng sau nó hóa thành bụi lúa xung xuê, mang nhiều bông hạt. Cũng thế, đời này con người sống tạm trên mặt đất, nhưng mai đây con người sẽ từ giã cõi trần để bước sang một thế giới khác. Như thế, chết không phải là bị tiêu diệt, nhưng là biến đổi. Thánh Phaolô viết: chúng ta sẽ không chết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến đổi. Vì chưng cái hư hoại này sẽ mặc lấy bất hoại, đồ chết dở này sẽ mặc lấy trường sinh bất tử. Chúa Giêsu dạy có sự sống đời sau. Khi những người thuộc phái Sa Đốc đến hỏi Chúa Giêsu về cuộc sống đời sau, Chúa Giêsu khẳng định là có. Ngài dạy rằng có những người được xét là đáng được hưởng phúc đời sau thì không còn chết nữa. Họ giống như các thiên thần. Trong dụ ngôn về ngày phán xét cuối cùng, Đức Giêsu cũng tỏ cho thấy kẻ dữ thì phải ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng lấy sự sống muôn đời. Như thế, Chúa Giêsu khẳng định không những có cuộc sống đời sau, mà còn cho biết cuộc sống đó sẽ kéo dài muôn đời muôn kiếp. Ngoài những lời dạy của mình, Chúa Giêsu còn dùng cả cuộc đời của Ngài để minh chứng cho thấy có cuộc sống đời sau. Sự kiện Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết chứng tỏ có sự sống đời sau.
dù là Thiên Chúa quyền năng, Chúa Giêsu đã trở nên hoàn toàn là người như chúng ta, đã sống kiếp phàm trần như chúng ta, đã chết y hệt như chúng ta, và qua ngày thứ ba, Ngài đã từ trong cõi chết sống lại và lên trời vinh hiển. Điều này chứng tỏ có sự sống đời sau. Công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu chứng tỏ có sự sống đời sau. Nếu không có cuộc sống đời sau, không có thiên đàng hỏa ngục, con người chết rồi là hết. Và sau khi chết, ai cũng chỉ còn là tro bụi như ai. Thì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu là hoàn toàn vô ích. Cái chết đau thương của Chúa Giêsu trên thập giá chẳng mang lại lợi ích gì cho bất cứ ai. Chẳng lẽ ngôi hai Thiên Chúa lại chịu khổ nạn và chịu chết cách vô ích sao? Để đổi lấy sự sống đời sau, một cuộc đời hạnh phúc vĩnh cửu cho nhân loại, Chúa Giêsu đã không ngại trao hiến thân mình. Điều này chứng tỏ cuộc sống mai sau hoàn toàn có thực. Lạy Chúa Giêsu, xin cho niềm tin và cuộc sống đời sau trở thành một động cơ mạnh mẽ thúc đẩy chúng con sống tốt lành, thánh thiện, để mai đây được hưởng phúc đời đời. Xin cho niềm hy vọng này cũng thúc đẩy chúng con hy sinh cầu nguyện nhiều hơn, siêng năng dâng lễ nhiều hơn trong tháng 11 này, để cầu cho ông bà cha mẹ và các tín hữu đã ra đi trước chúng con được về quê trời vui hưởng hạnh phúc ngàn thu. Kính thưa cộng đoàn, hàng năm giáo hội dành riêng tháng 11 để tưởng nhớ các linh hồn, lặng nhìn những nấm mồ chung quanh chúng ta đây. Đó là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, là những thân nhân và ân nhân của chúng ta. Trong mỗi người chúng ta, cùng toàn thể giáo hội kính nhớ đến các linh hồn đã qua đời. Bởi vậy, việc tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn, cho những người thân yêu của chúng ta đã an nghỉ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc đạo đức và thánh thiện. Vậy tháng 11 là tháng ân phúc dành cho các linh hồn, cũng là mùa báo hiếu. Điều đó nhắc nhở chúng ta nhớ về cội nguồn, tổ tiên và những người thân yêu đã khuất bóng, gọi mời chúng ta tăng cường việc lành phúc đức, hiệp thân thánh lễ, cầu nguyện cho những người đã ra đi trước chúng ta sớm được
hạnh phúc nước trời. Như chúng ta thấy, trong suốt tháng 11 này, trong giáo xứ, ngoài nghĩa trang, nơi nơi chúng ta đều gặp được những hình ảnh rất thân thương, thật ấn tượng. Người người quy tụ tại nghĩa trang cầu nguyện, những lời cầu nguyện tha thiết, tưởng nhớ các linh hồn đang an nghỉ, đợi chờ ngày phục sinh. Khói hương ngào ngạt, hòa quyện với những câu kinh tiếng hát, tạo nên một bầu khí linh thiêng sống động, nói lên sự hiệp thông sâu xa. Mùi hương thơm lan tỏa như là mối liên hệ tâm linh giữa người sống và người đã chết. Trong cuộc sống, nếu chúng ta có vô tình quên lãng những người thân yêu quá cố của chúng ta, thì tháng 11 là cơ hội quý báu để chúng ta đền đáp nghĩa tình với những người đã mất, thành kính tưởng nhớ đến họ, dâng lời cầu nguyện cho họ sớm thoát khỏi chốn luyện hình thương mà các linh hồn đang chờ đợi. Điều đó nơi mỗi người chúng ta, từng ngày, từng giờ, nhất là trong tháng 11 này. Giờ đây xin cộng đoàn hiệp ý cùng chị em tiểu thương chúng tôi dâng lễ tạ ơn và cầu cho các linh hồn. Nguyện xin dâng tất cả các linh hồn thân yêu vào vòng tay từ ái của Thiên Chúa. Xin Chúa tha thứ tội lỗi và sớm dẫn đưa các linh hồn về chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong nước Chúa. Xin mời đoàn rước tiến lên lễ đài. Nguyện xin Chúa, nguyện xin Chúa.
Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, những lời dẫn nhập đầu lễ đã cho chúng ta thấy tất cả ý nghĩa của ngày lễ chiều hôm nay tại nghĩa trang này do các chị em tiểu thương phụ trách. Tất cả đều trong tình hiệp thông của Hội Thánh và theo truyền thống của giáo hội, và đặc biệt với của giáo xứ Kẻ Sạch chúng ta nhớ ơn, tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn. Và đồng thời chúng ta bày tỏ tình hiệp thông của Hội Thánh Chúa khi chúng ta hiện diện tại nghĩa trang này. Chúng ta liên tới với những người đã qua đời, đó là ông bà, anh chị em, bạn hữu và những người của giáo xứ của chúng ta. Chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho tất cả. Đặc biệt trong thánh lễ hôm nay có cha xứ phó xứ Kẻ Sạch, có cha xứ Gia Canh và cùng với ban hành giáo giáo xứ Gia Canh cùng đến cùng hiệp sân với chúng ta cùng cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay. Chúng ta tạ ơn Chúa, và đặc biệt với thời tiết tưởng rằng rất xấu nhưng lại rất tốt đẹp, để cho chúng ta giờ phút này có thể tham dự thánh lễ một cách sốt sắng. Chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn và dâng lên những lời cầu nguyện để xin nhờ Đức Mẹ Maria cứu vớt các linh hồn tượng mà các chị em cũng đã đặt và ở bên cái đài đây, để chúng ta xin Đức Mẹ cầu bầu. Về thánh lễ chiều hôm nay được dâng theo các ý sau: chị em tiểu thương xin lễ tạ ơn và cầu cho các linh hồn, cầu nguyện cho linh hồn Giuse mẹ, cầu lĩnh dỗ cho linh hồn Anna và Giuse, cầu nguyện cho linh hồn Anna, cầu nguyện cho các linh hồn như ý, cầu nguyện cho linh hồn Anna và trùng thọ, cầu nguyện cho các linh hồn tổ tiên Giuse ba vinh, hai linh hồn Maria và linh hồn Anna. Cầu nguyện cho bà cha mẹ, ba linh hồn Đa Minh, ba linh hồn Maria và linh hồn Anna. Cầu nguyện cho các linh hồn như ý. Cầu nguyện cho Giuse Phật giữa hai năm. Cầu nguyện cho cụ Giuse Thanh. Chị em nhận trợ nhỏ xin cầu cho các linh hồn. Cầu nguyện cho các linh hồn. Cầu nguyện cho linh hồn Anna và Maria. Cầu nguyện cho linh hồn Giuse chủ nhân và các linh hồn. Cầu nguyện cho linh hồn Giuse và Anna. Cầu nguyện cho hai linh hồn Giuse và Anna. Cầu nguyện cho ba linh hồn Giuse và hai linh hồn Anna. Cầu nguyện linh hồn Đa Minh và Anna nhân kỷ niệm ngày giỗ. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi ngày. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa là Thiên Chúa kẻ sống và kẻ chết, Chúa xót thương tất cả mọi người. Chúng con này xin Chúa nhân từ thứ tha mọi tội lỗi cho những anh chị em tin hữu chúng con tưởng niệm hôm nay. Xin cho họ được sống vui bên Chúa và được cùng nhau ca tụng Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chế cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài chiết sách khôn ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với mắt người không hiểu biết thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng cậy trông các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ chói sáng và chiếu tỏ ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa thì sẽ hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu. Vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Đó là lời Chúa.
Roma. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính con mình nhưng lại phó thác con vì tất cả chúng ta. Nào người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với con của người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? Chính là Chúa, đấng làm cho chúng ta nên công chính. Ai sẽ kết án chúng ta? Chính là Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ở bên hữu Thiên Chúa, cũng đang biện hộ cho chúng ta. Ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được? Có phải là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo chăng? Nhưng chúng ta sẽ thắng được tất cả những sự ấy nhờ có đấng yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Chị em và cùng cha tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: Thật ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như cha là đấng hằng sống đã sai ta nên ta sống nhờ cha, thì kẻ ăn ta chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa. Trọng kính cha chánh sứ và cha phó sứ. Kính thưa quý cụ, quý chức, quý chị em tiểu thương, quý ông bà anh chị em, và đặc biệt là các bạn trẻ rất thân mến. Tất cả chúng ta tề tựu ở nơi đất thánh này không ngoài mục đích là để cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân yêu đã đi trước chúng ta.
Lúc này đây chúng ta đang thể hiện lòng hiếu thảo với các bậc tiền nhân và các đấng sinh thành. Trong tâm tình ấy, nay con được về đây để cùng với cha xứ, cha phó, quý gì cùng với tất cả ông bà, anh chị em để dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, và đồng thời cũng để thắp lên nén hương lòng để kính nhớ những người con kẻ sặc đang nằm ở nơi đây. Xin cho phép con được nói đến chữ hiếu. Làm sao để sống cho tròn chữ hiếu, để sống đạo hiếu cho tròn mẹ, chúng ta phải hiểu đâu là cốt lõi của cái hiếu. Cốt lõi của đạo hiếu chính là lòng yêu thương và kính trọng cha mẹ khi các ngài còn sống hay các ngài đã qua đời. Trường hợp các ngài còn sống, cha mẹ chúng ta còn sống, các ngài cần gì ở nơi chúng ta? Trong một bài báo có kể câu chuyện, một chị tên là Lan, chị mồ côi cha từ bé, và sau khi cha qua đời, người mẹ đã vất vả lo toan để nuôi dưỡng chị và lo cho chị ăn học. Bà chỉ có một mình chị mà thôi. Và rồi chị học thành tài, được sang nước ngoài, sang Singapore để làm công tác. Và rồi với tuổi trẻ và tri thức của mình, chị đã thành công trong con đường sự nghiệp. Và sau đó chị đã sang Singapore và ở bên đấy làm việc ở bên đó. Người mẹ cứ tháng này sang tháng khác viết thư để xin đứa con đi về nhà, hay là ghé về nhà thăm mẹ một chút mà thôi. Tuy nhiên đứa con không lần nào về được. Và đứa con ấy mỗi một tháng vẫn gửi về cho mẹ ít tiền, tháng thì 200, tháng thì 300 đô để cho mẹ tiêu dùng. Và cứ thế hàng tháng, tháng nào chị cũng gửi tiền về cho mẹ của mình. Và chị yên tâm là mình đã làm như thế để cho mẹ được yên lòng. Ban đầu chị còn viết thư trả lời cho mẹ. Thế nhưng rồi sau đó có lẽ vì công việc bận rộn, thế nên chị cũng không còn viết thư cho mẹ nữa. Cho tới một ngày có một bức thư lạ báo cho chị biết mẹ của chị đã qua đời. Và chị tức tốc để về Việt Nam dự lễ an táng của mẹ mình. Trong lễ an táng chị cảm thấy xúc động. Thế nhưng sau khi an táng mẹ ở dưới lòng đất rồi, thì có một người hàng xóm đưa cho chị một chiếc hộp, nói rằng đây là chiếc hộp của bà để lại cho chị. Chị mở ra và nhìn thấy có một mảnh giấy, và chị khóc òa. Và tưởng chừng chị không thể nào ngưng khóc được nữa, bởi vì mảnh giấy ấy ghi rằng: con ơi, mẹ không cần tiền, mẹ sống thế là đủ rồi, và con cứ gửi tiền về cho mẹ, mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Thế nhưng từ hồi đó cho tới giờ mẹ chưa tiêu đồng xu nào. Mẹ muốn để dành tiền con gửi đấy ở trong chiếc hộp này, để ngày nào con về, mẹ sẽ gửi lại cho con, để con có vốn mà làm ăn, có vốn để mà sinh sống, lo cho tương lai gia đình sau này. Thưa ông bà, anh chị em, cha mẹ cần gì ở nơi chúng ta? Có những người con phải đi làm xa nhà, hàng tháng vẫn gửi tiền về phụng dưỡng cho cha mẹ. Nhưng người con ấy ngàn năm một thuở mới về thăm cha viếng mẹ được đôi ba lần, mà lần nào cũng mau mau lẹ lẹ để rồi đi ngay. Cũng thông cảm cho hoàn cảnh công việc của người con ấy. Tuy nhiên chúng ta nghĩ xem, cha mẹ cần nén hương hay là cần đến tiền của chúng ta? Cần nén hương lòng của chúng ta hay là cần đến tiền của chúng ta? Tiền thì rất cần. Thế nhưng
nó không phải là tất cả. Suy cho cùng, cha mẹ không cần những đồng bạc ấy cho bằng sự cần hiện diện đầy yêu thương của chúng ta ở bên cạnh cha mẹ. Sở dĩ con muốn nhấn mạnh là sự hiện diện yêu thương là bởi vì có những người con hiện diện với cha mẹ, sống bên cạnh cha mẹ, nhưng sự hiện diện đó lại không mang niềm vui cho cha mẹ, mà trái lại còn làm cho cha mẹ phải đau đớn rơi lệ vì con. Thật vậy, có những người con sống với cha mẹ mà nay lường mai mít, mốt chửi đùa. Có những người con sống bên cha mẹ nhưng lại hỗn hào buông lời xúc phạm dễ khinh. Có những người con sống bên cha mẹ nhưng lại sống buông thả đam mê xác thịt, rượu chè, cờ bạc, nghiện ngập. Thử hỏi, sự hiện diện của những người con như thế liệu có chứng minh được lòng hiếu thảo hay chăng? Bởi vậy, chỉ có sự hiện diện yêu thương mới là bằng chứng của lòng hiếu thảo chân thành. Hiện diện yêu thương nghĩa là sống bên cha mẹ, chúng ta hãy nói những lời yêu thương và hãy có những cử chỉ yêu thương đối với cha mẹ mình. Điều này quả không dễ chút nào. Một ví dụ nhỏ thôi, nói lời xin lỗi, lời cảm ơn với người ngoài thường dễ hơn là nói những lời ấy với cha, với mẹ của mình. Nói lời anh yêu em hay là em yêu anh thì dễ hơn là nói con yêu ba hay con yêu mẹ. Con muốn mượn lời thơ của thi sĩ Đỗ Trung Quân để nhắc nhở những ai còn cha còn mẹ rằng hãy nói đi rằng con yêu mẹ, đừng chờ đến lúc mẹ ra đi, và cũng đừng khắc lên bia đá vô tri những mỹ từ mà con chưa hề nói. Vâng, ông bà, cha mẹ, chỉ cần nơi chúng ta một tấm lòng yêu thương và kính trọng, một sự hiện diện đầy yêu thương ở bên cạnh các ngài. Ngoài ra, một điều mà cha mẹ cũng rất cần nơi chúng ta, đó là sự hòa thuận yêu thương giữa các anh chị em trong nhà. Không cha mẹ nào mà lại không vui sướng và hạnh phúc khi nhìn thấy con cái cháu chắt hiệp nhất trong tình đầm ấm và yêu thương. Trường hợp giả như cha mẹ chúng ta đã qua đời thì lúc đó các ngài cần gì ở nơi chúng ta? Một thân xác vùi sâu ở trong lòng đất mẹ cần điều gì ở nơi chúng ta? Phải chăng lúc ấy các ngài cần có một ngôi mộ đá hoa cương bề thế và hoành tráng? Phải chăng các ngài cần có những lẵng hoa thật rực rỡ, thật là đắt tiền? Thương ôi, thị giác các ngài đã nhắm lại, đôi mắt của các ngài không còn nhìn thấy những sự ấy. Khi chết rồi, phải chăng các ngài cần có những cây nhang thật lớn với khói hương nghi ngút? Thương ôi, khứu giác của các ngài còn đâu nữa để hưởng nếm những sự ấy? Khi mất đi, phải chăng các ngài cần có những mâm xôi gà, những giỏ trái cây phúng viếng thật bắt mắt? Thương ôi, vị giác của các ngài đâu còn để mà nếm được những của ngon vật lạ trên thế gian này? Khi mãn phần dương thế, cha mẹ phải chăng là cần đến những lời khóc lóc thảm thiết hay những lời tung hô công trạng mà chúng ta đọc lên trong ngày lễ an táng? Thương ôi, thính giác, tức là đôi tai của các ngài lúc này đã khép lại, làm sao có thể nghe được những lời ấy? Rồi cả cơ quan xúc giác, tức là tay chân các ngài nay cũng nằm im bất động, không còn có thể cầm nắm được thứ gì hay đi đến bất cứ nơi nào được nữa. Vâng, khi cha mẹ nằm xuống, tất cả những thứ đó chúng ta cần phải làm tùy theo khả năng của mình. Tuy nhiên, việc làm ấy phải phát xuất từ tấm lòng yêu thương thảo hiếu. Nếu không, đó chỉ là phô trương và khoe khoang công trạng của người sống, còn người chết lại không được hưởng ơn ích gì. Điều cha mẹ cần nhất khi qua đời đó là được rỗi linh hồn, được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc. Do đó chúng ta hãy âm thầm dâng những thánh lễ, dâng những lời cầu nguyện, những việc lành phúc đức, những việc bác ái để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ sớm được hưởng vinh quang nước Chúa.
ước mong nén hương lòng trong tháng 11 này sẽ cháy mãi và bừng lên nơi tâm hồn của những người con hiền cháu thảo như một lời tri ân đáp trả nồng nhiệt công ơn của các đấng bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng ta. Ước mong nén hương lòng mà chúng ta thắp lên cho tổ tiên hôm nay sẽ lan tỏa trong đời của ta để ta có thể sống xứng đáng với truyền thống đức tin rạng ngời của các đấng bậc tiền nhân đã có công xây dựng cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Ước mong nén hương lòng trong tháng các linh hồn này luôn tâm phước hương thảo hiếu khi chúng ta chu toàn bổn phận của người con người cháu đối với ông bà cha mẹ. Ước mong nén hương lòng trước người quá cố đang và sẽ tỉnh thức những ai có biểu hiện xem thường chuẩn mực của đạo hiếu. Và nguyện ước cho nén hương lòng mà chúng ta thắp lên trước tổ tiên và ông bà cha mẹ là tất cả tâm thành của ta hướng về Chúa, cảm tạ Ngài đã ban cho chúng ta có được tổ tiên, có ông bà cha mẹ để yêu thương chăm sóc chúng ta từ đời này và để cho hướng dẫn chúng ta, để chúng ta có thể hưởng nếm hạnh phúc đời sau. Xin Chúa thương đến linh hồn của người quá cố, nhất là linh hồn của các bậc tiền nhân giáo xứ đang hiện diện nơi đây và linh hồn của ông bà cha mẹ chúng con. Amen. Xin kính mời đoàn chúng ta đứng lên. Anh chị em thân mến, trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, đấng đã chiến thắng tội lỗi và tử thần, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện chân thành. Hội thánh không ngừng loan truyền sự chết và phục sinh của Đức Kitô qua việc trung thành cử hành bí tích thánh thể. Xin cho các tín hữu năng đón nhận mình và máu Thánh Chúa làm lương thực trên đường tiến về quê trời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mầu nhiệm các thánh cùng thông công là mối dây liên kết giữa người sống và kẻ chết. Xin Chúa thương nhận lời chúng ta cầu nguyện mà ban cho các linh hồn được hưởng nhan Thánh Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho mọi người chúng ta khi còn sống ở trần gian này biết khôn ngoan tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu của nước trời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đây là mẹ con, lạy mẹ Maria là nữ vương luyện hình. Xin mẹ thương đến các linh hồn là ông bà, cha mẹ, anh em, bằng hữu chúng con đang còn giam cầm nơi luyện hình. Nhờ lời cầu bầu của mẹ, xin Chúa hướng dẫn đưa các linh hồn về vui hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một Chúa xuống thế làm người, không phải để lên án thế gian, nhưng để thế gian được sống. Xin cho các linh hồn là những người đã được cứu chuộc nhờ máu thánh Đức Kitô thì cũng được hưởng hạnh phúc cùng Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin thương nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho những người thuộc về Đức Kitô mà nay đã chết nhờ lễ tế vô song này, xin giải thoát họ khỏi tử thần giam hãm và cho họ được sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mặc dù chúng con đang phải chết, nhưng nhờ lòng thương xót và ân sủng của Chúa, khi chúng con đã chết vì tội lỗi và được cứu chuộc nhờ cuộc chiến thắng của Chúa Kitô, chúng con được kêu gọi hướng sự sống với Người. Vì thế cùng với đạo binh thiên quân, chúng con ở dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa và không ngừng tụng hô uy linh Chúa rằng: Chúa, bánh trường sinh và chén cứu độ để ta ơn Chúa. Vì
Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận cho tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiến toàn hội thánh trong đức minh, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Đa Minh chúng con, Đức Giám Mục Phụ Tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là các linh hồn mà chúng con tưởng niệm hôm nay. Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi chọn trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, amen. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến chi muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa Thiên Chúa.
gian, hôm cho ai được mời đến giờ tiệc trên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa được tham dự tiệc thánh thể, vì mầu nhiệm này, xin Chúa mở lớn từ bi ban ơn cứu độ cho chúng con và ban ơn tha thứ cho các tín hữu đã qua đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con kính mời quý cha an tọa, mời quý cộng đoàn an tọa. Trọng kính cha chánh xứ, cha phó xứ và cha đồng hương. Kính thưa quý dì, quý ban hành giáo và ban hành giáo giáo xứ Gia Canh, quý cụ, quý chức cùng toàn thể cộng đoàn. Hôm nay là một ngày đầy ý nghĩa đối với chị em chúng con đã được quý cha quan tâm cho phép tổ chức thánh lễ tạ ơn và cầu cho các linh hồn người thân yêu của chúng con đang an nghỉ tại nghĩa trang này. Thật là một sự yêu ái đối với chúng con. Kính thưa quý cha, với tâm tình của một người chủ trang suốt thời gian qua, quý cha luôn luôn quan tâm và cầu nguyện cho chúng con. Đặc biệt là cha chánh xứ, ngài hàng ngày cầu nguyện cho chúng con trong mọi thánh lễ. Chúng con không biết nói gì để cảm ơn quý cha, chỉ biết cầu xin Thiên Chúa ban cho quý cha dồi dào sức khỏe, tràn đầy thánh đức để dẫn dắt đoàn chiên chúng con. Xin quý cha tiếp tục cầu nguyện cho chúng con. Kính thưa quý dì, quý dì đã bớt chút thì giờ quý báu đến đây để hiệp dâng thánh lễ cùng với chúng con. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho quý dì. Kính thưa quý ban hành giáo, đặc biệt là ban hành giáo giáo xứ Gia Canh, ngày hôm nay cũng có mặt ở đây để tham dự thánh lễ cùng với chị em chúng tôi. Kính thưa quý cụ, quý chức cùng toàn thể cộng đoàn, trong tình hiệp thông, quý vị đã đến hợp dân thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn và quý vị cũng đã giúp đỡ, đã tạo điều kiện để việc tổ chức thánh lễ hôm nay được thêm phần long trọng và xuất sắc. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị, xin Thiên Chúa đổ tràn đầy hồng ân xuống trên quý vị. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn ban phục vụ, ban quản trang, ban ánh sáng âm thanh, ban trang trí, các em lễ sinh và tất cả mọi người, các vị ân nhân, các chị em bạn hàng gần xa đã cộng tác với chúng tôi để buổi lễ được tốt đẹp. Một lần nữa, chúng con xin được cảm ơn quý cha, quý dì cùng toàn thể cộng đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân xuống trên quý cha và quý vị. Chúng con xin trân trọng kính chào. Tiếp lời bà đại diện cho tiểu thương. Để kính thưa quý cha, quý sơ, quý cụ, quý chức tất cả mọi người, và nhất là với các chị em tiểu thương. Và thánh lễ hôm nay chúng ta thấy qua cái lời phát biểu của đại diện cho thấy tất cả họ tin Chúa ban cho giáo xứ chúng ta, đặc biệt qua các chị em tiểu thương hôm nay phụ trách trong thánh lễ, mọi điều tốt đẹp. Có cả cha bản thương về dâng lễ trong dịp này, rồi có sự tham dự của ban hành giáo giáo xứ Gia Canh cùng với cha xứ về đây, rồi cũng đưa tất cả cộng đoàn, tất cả mọi tổ chức đều tốt đẹp. Mà tôi thì bây giờ tôi mà khen thì lại đâm thành kêu ra, thì thôi không khen nữa, nhưng mà nó rất tốt đẹp và mong rằng lần sau cứ tiếp tục như vậy và tốt đẹp hơn nữa. Chúng ta vỗ tay chúc mừng nhau. Và đây xin mời chúng ta đứng lên để kết thúc thánh lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Ta ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lời sau chúc anh chị em đi bình an. Ta ơn Chúa.
trời, xin cho che chở vô lời chúng con nguyện xong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiển vinh sáng lang. Hằng chứa chúng con cho khỏi mọi sự tai. Lời ra thanh trai tìm được Chúa Giêsu. Hằng xa chúng con. Lời trái tim cực thanh cực tình rất thanh đức bà Maria. Hằng xa chúng con. Lời ông thánh Giuse là bàn thanh sạch đức bà Maria trọn đời đồng trinh. Thông thường, khi sống bên nhau, chúng ta ít đối đãi ân cần với nhau. Chúng ta ít dám nói những lời ngọt ngào, chân thành dành cho nhau. Tất cả như đang bị chôn tận đáy lòng, khiến chúng ta ngại ngùng khi bày tỏ tình yêu thương đối với người thân. Nhưng đáng tiếc, chúng ta lại thay vào đó là những đối xử vô tâm, những lời nói vô tình làm buồn lòng nhau, để đến khi ta mất đi người thân, vĩnh viễn không còn thấy nhau nữa, thì cảm xúc yêu thương được xuất phát từ trái tim mới biểu lộ. Buồn thay, người đã chết rồi không còn nghe được nữa. Có thể những lời yêu thương ngọt ngào như thế, lúc còn sống, người thân chúng ta khao khát muốn được nghe biết bao nhiêu. Thế mà chúng ta chỉ biết cho nhau những lời chì chiết, lạc lẽo, vô tình. Có một bài hát có câu: sao anh không nói khi em còn sống? Một câu trách thật là nhẹ nhàng, nhưng cứ xoáy vào tim. Sao anh không nói khi em còn sống? Bây giờ khi em không còn nữa, anh muốn nói thì đã muộn. Những lời nói mà nếu lúc còn sống được nghe anh nói, em sẽ hạnh phúc biết dường nào. Sao không nói khi em còn sống là những lời yêu thương tôn trọng lẫn nhau, mà lại nói những lời thóa mạ làm đau lòng nhau, để khi người thân đã ra đi thì tiếc nuối cũng bằng không. Sao không nói khi em còn sống là những lời xây dựng vun đắp hạnh phúc cho nhau, mà lại nói những lời đắng lắm thô bỉ với nhau. Sao không nói khi em còn sống là những lời cảm thông tha thứ cho nhau, mà lại nói những lời chì chiết làm đau lòng nhau. Cuộc sống vẫn vô thường, hôm nay đoàn tụ, ngày mai chia ly. Cái chết lúc nào cũng rình mò, trực chờ bên ta và tất cả người thân yêu của ta. Hãy sống, hãy yêu thương, hãy nói những lời thật ngọt ngào, xuất phát từ trái tim đối với những người thân yêu của mình. Vì có thể bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể mất nhau, dù ở bất cứ lứa tuổi nào. Không phải theo quy ước cứ mãi đến già 70, 80 hay 100 tuổi mới mất. Tháng 11 phải chăng cũng gợi nhớ cho chúng ta một niềm nuối tiếc nào đó về một người thân mà ta đã đối xử hiếu tình người, mà nay
họ không còn. Chúng ta tiếc nuối vì đã không nói những lời yêu thương dành cho họ. Chúng ta nuối tiếc về những lần chúng ta đối xử bất khoan dung với nhau. Chúng ta nuối tiếc vì nhiều cơ hội để phục vụ cho họ mà ta cố tình bỏ qua. Và bây giờ, khi xa cách, họ cũng đang nói với chúng ta: sao không nói khi em còn sống? Tháng 11, không dừng lại việc nhớ đến người quá cố, mà là dịp để ta làm điều gì đó cho họ. Họ đang cần chúng ta yêu thương. Hãy yêu thương họ bằng việc cầu nguyện, làm việc lành phúc đức cho họ. Họ đã an nghỉ trong Chúa, thế nên họ chẳng cần chúng ta nói gì với họ. Điều họ cần là hãy thay họ đền tội và lập công cho họ. Hãy tạo công nghiệp cho họ như là cách thể hiện lời nói yêu thương dành cho họ. Cuộc sống con người luôn thiếu sót trong đức ái và đức mến. Những người đã chết cần chúng ta đền bù cho họ bằng chính đời sống bác ái yêu thương của chúng ta dành cho họ. Chúng ta hãy dành cho họ một kinh lạy cha, một kinh tin kính, để xin ơn toàn xá cho họ nhân lễ các đẳng linh hồn. Chúng ta hãy dành cho họ những tràng chuỗi mân côi để xin ơn cứu độ cho họ. Chúng ta hãy làm một hy sinh hay một việc bác ái nào đó để đền bù cho thiếu sót trong cuộc đời bác ái của họ. Đây là những cách mà chúng ta có thể đền bù với những người thân yêu của chúng ta, những con người đáng lẽ ta phải yêu thương, nhưng chúng ta đã phụ tình thương với họ. Hãy biết tận dụng tháng 11 như là tháng báo hiếu cho tổ tiên, tháng làm việc bác ái cho người đã khuất. Ước gì tháng 11 là dịp để chúng ta bày tỏ lòng yêu mến với người đã khuất bằng những việc mang lại ơn ích thiêng liêng cho họ. Xin Chúa Giêsu đầy lòng thương xót đón nhận những tâm tình và việc làm của chúng ta để ban ơn cho các linh hồn là những người thân yêu của chúng ta. Amen.